Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hoàn lại tiền trên Taobao. Để hoàn lại tiền trên Taobao, các bạn hãy vào phần các đơn hàng đã mua. Các bạn bấm vào các đơn hàng đã mua. Tại danh mục tất cả các bạn hàng đã mua ấy, thì các bạn lựa chọn cho mình vào ở phần các đơn hàng đang vận chuyển, đang chờ vận chuyển. Bạn dịch sang tiếng Việt. Tiêu chuẩn hoàn tiền đấy là áp dụng cho những đơn hàng ấy mà là nó chưa được vận chuyển. Còn những đơn hàng đã được vận chuyển rồi ấy, thì các bạn chỉ có thể yêu cầu khiếu nại hoặc là hoàn tiền sau khi khiếu nại mà thôi. Ở trong video này mình chỉ hướng dẫn các bạn cách hoàn tiền khi đơn hàng chưa được vận chuyển. Nghĩa là shop họ giao chậm ấy. Mình có một đơn hàng ngày 27 tháng 8 này. Hôm nay là ngày 31 tháng 8 mà nó vẫn chưa giao. Ok, nó vẫn báo chưa giao thì mình ấn vào chi tiết đơn hàng này. Trong phần chi tiết đơn hàng này, bạn có thể dịch sang tiếng Việt để các bạn có thể nhìn rõ được hơn về thông tin của cái đơn hàng này. Ở đây mình dịch sang tiếng Việt này. Các bạn đọc lại thông tin của đơn hàng này xem là shop họ có thông báo gì không. Trước khi làm yêu cầu hoàn tiền ấy, thì thường thường các bạn sẽ phải chat với shop trước đã để hỏi xem là bao giờ thì shop giao hàng và shop có ý định là giao hàng luôn hay không. Chẳng may mà hôm nay shop giao hàng thì yêu cầu hoàn tiền của bạn sẽ mất công. Bạn dịch sang tiếng Việt nhé, các bạn chọn cho mình cái mục thanh toán PayPal này. Các bạn đọc nội dung bên trong này. Đây, các bạn có thể nhắc nhở người bán chuyển hàng. Nếu người bán không chịu chuyển hàng, các bạn không chờ đợi được nữa thì các bạn chuyển sang cái phần gọi là phần yêu cầu hoàn tiền. Đây, yêu cầu hoàn tiền. Bạn nhấp vào yêu cầu hoàn tiền. Bạn nhấp vào. Ok, thì nó sẽ chuyển sang cái giao diện hoàn tiền trên Taobao. Để hoàn tiền trên Taobao thì các bạn phải được sự đồng ý của shop và thì cái yêu cầu hoàn tiền của bạn phải hợp lý thì shop họ mới đồng ý để cho hoàn tiền cho các bạn. Chứ nếu các bạn mà cố tình spam thì shop nó cũng không đồng ý, các bạn cũng không hoàn tiền được đâu. Thì các bạn chọn lý do này. Ở đây các bạn có thể chọn là tôi không muốn nữa, hết hàng, hoặc là do không hài lòng với tốc độ giao hàng ấy, giao hàng không đúng giờ. Ở đây lỗi do shop mà shop cũng không trả lời mình ấy, cũng không chịu giao hàng thì mình ghi là không đúng giờ. Không sao hết. Thì mình làm đây nhá, giá tệ là nó chỉ được tầm 27,11 tệ thôi. Lý do tại sao? Tại vì cái đơn hàng sản phẩm này 37,5 tệ mà chỉ được hoàn 27,11 tệ. Lý do ở đây là vì các bạn thanh toán đơn hàng này đã được giảm giá. Đây, mình cho các bạn xem giá gốc này. Giá gốc của nó là 37 này, giảm còn 32 này. 37 này, giảm 32 này. Và sau khi thanh toán là còn 27,11 tệ, đúng không? Thì chúng ta chỉ được hoàn lại số tiền mình đã thanh toán thôi, không thể hoàn hơn được. Nhưng hoàn hơn thì chắc chắn là bị lỗ rồi, đúng không? Ok, phần tiếp theo các bạn điền nội dung để cho Taobao họ hiểu rõ là tại sao. Còn cái phần hình ảnh này các bạn chụp lại cho mình cái phần mà các bạn đã thanh toán, đơn hàng đã thanh toán, thời gian thanh toán và thời gian hiện tại làm đơn là bao nhiêu, cách nhau bao nhiêu, mà có quá đã quá cái thời hạn mà shop có quy định chưa. Các bạn lưu ý có nhiều shop có quy định là sau 30 ngày, 15 ngày các bạn không được làm đâu nhé. Ok, xong thì các bạn ấn gửi đi cho mình. Ở đây mình sẽ không ấn gửi đi tại vì đơn hàng này mình chưa muốn hoàn tiền. Mình đã nói chuyện với shop rồi, shop bảo sẽ gửi trong thời gian sớm nhất. Ok, mình sẽ lấy một cái shop mà mình đã hoàn tiền thành công cho các bạn xem này. Để xem quá trình hoàn tiền ấy, thì các bạn bấm vào phần bên danh mục bên trái cho mình, các bạn dịch sang tiếng Việt này. Các bạn xem vòng thứ 3 này là quản lý hoàn bảo vệ hoàn tiền này này. Đấy, các bạn click vào cho mình, nó sẽ sổ ra một danh sách. Các bạn vào phần quản lý hoàn tiền hoặc quản lý khiếu nại nếu các bạn khiếu nại. Ok chưa ạ? Đây các bạn, đây là một đơn hàng mình đã hoàn tiền thành công này. Các bạn có thể dịch sang tiếng Việt để xem này. Đây nha, nó ghi hoàn tiền thành công rồi, có nghĩa là tiền đã được về. Các bạn có thể ấn vào chi tiết, xem chi tiết để xem là quá trình giao dịch như thế nào. Ở đây, đợi các bạn đợi một chút. Thì các đơn hàng hoàn tiền rồi nó sẽ thông báo về đấy. Còn đơn hàng nào mà shop từ chối cũng thông báo về đấy luôn. Nó sẽ ghi là đơn hàng hoàn tiền không thành công. Ok, đây mình có một đơn hàng mình sẽ dịch ra. Đấy, người bán họ đã tự chủ động đồng ý hoàn tiền. Đấy, các bạn phải được đồng ý nhé. Còn người bán từ chối thì các bạn không được hoàn tiền đâu. Các bạn phải làm nhiều lượt. Còn quá nhiều lượt thì Taobao sẽ tự xử lý theo quy định. Ok không? Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách
xử lý hoàn tiền ở trên Taobao. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy để lại comment cho mình. Nhớ like và subscribe kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.